tin cảnh sát. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những tin tức pháp luật nổi bật nhất trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 11. Nghi can hiếp dâm khai lý do sát hại hai bé gái. Cô gái bị tên cướp dọa giết trong nhà vệ sinh ở Sài Gòn. Tạm giữ 5 đối tượng dàn dựng clip khủng bố đặt bom giữa Hà Nội. Cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự, chuyển hồ sơ vụ án hiếp dâm đến cơ quan cảnh sát điều tra thành phố để xử lý Đào Văn Hùng, trú ở thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái. Trước đó, sau khi bị bắt vì hành vi hiếp dâm một phụ nữ, tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận còn sát hại hai bé gái trú cùng địa phương rồi chôn thi thể trong vườn nhà. Nói về lý do sát hại hai đứa trẻ vô tội, nam cử nhân thất nghiệp cho biết là để trả thù việc bị người dân trong làng cản trở chuyện tình duyên. Trong khi đó, theo người nhà hai bé gái, sau khi gây án, Hùng vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Nam thanh niên còn thản nhiên cười nói chào hỏi gia đình nạn nhân trong 6 tháng trời. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC-47 Công an thành phố Hà Nội mới đây đã đột kích nơi ở của Lê Cao Long, tức Long Cát, sinh năm 1969, trú tại phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội và phát hiện nhiều ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, 5 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan được cất giấu trong phòng ngủ. Được biết, Long Cát là một đối tượng khá cộm cán tại địa phương, cầm đầu một đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm. Liên quan tới vụ việc, cơ quan công an cũng bắt giữ 2 đối tượng khác liên quan thường xuyên mua ma túy của Long Cát. Ngày 21 tháng 11, anh Lô Văn Thành, 31 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, tổ chức ăn nhậu với bạn bè và lấy vò rượu cần lớn gia đình để dành lâu nay ra uống. Khi biết chuyện, vợ của anh này là chị Lô Thị Luân, 30 tuổi, đã bực tức dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả xảy ra giữa hai vợ chồng. Trong lúc xô xát, chị Luân dùng dao đâm vào bụng chồng. Thấy anh Thành bị thương, chị Luân vội vã gọi người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Lô Văn Thành đã tử vong. Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Bùi Thanh Thắng, 21 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè để làm rõ hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, do vướng nợ nần nên tối ngày 20 tháng 11, khi phát hiện một cô gái cầm bóp cùng điện thoại đi vào nhà vệ sinh tại một trung tâm thương mại ở quận 7, Thắng đã nảy sinh ý định cướp. Vào thời điểm trên, trung tâm thương mại này sắp đóng cửa nên rất ít người qua lại. Thấy vậy, Thắng đã cầm dao đến uy hiếp nạn nhân hòng cướp tài sản. Tuy nhiên, cô gái đã giằng được dao từ tay hung thủ và chi hô mọi người trong trung tâm thương mại đến hỗ trợ. Thắng sau đó bị bắt và giao cho cảnh sát. Sau nhiều ngày điều tra, phòng PC50 Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ 5 đối tượng trong nhóm 9X là tác giả của video clip đốt bom kiểu khủng bố gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo lời khai của các đối tượng, vào tháng 10 năm 2016, một thành viên trong nhóm sau khi xem clip khủng bố Hồi giáo ném bom trên mạng Internet đã khởi xướng việc làm video clip tương tự tại Hà Nội để đăng tải lên mạng xã hội YouTube hưởng lợi tiền quảng cáo. Trong hai ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11 năm 2016, các nam thanh niên tiến hành làm video clip với tổng số 11 cảnh quay rồi đăng tải lên mạng. Nói về vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng đây là hành vi rất thiếu hiểu biết về pháp luật của các thanh niên. Hành động giả đốt bom gây mất trật tự trị an, gây hoang mang lo sợ cho người dân nên các đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự.